Hôm nay tôi giới thiệu tới các bạn cái bộ Vĩ Độ Diền của 12 series của Ma'an. Nó làm bằng vĩ, nó gồm có một cái vĩ 500 ở dưới ha, cái đế 500 dưới màu xanh, và một cái vĩ độ, cái khuôn đổ của nó màu đen. Và khi mình để lên trên và mình có cái những cái miếng đổ, cái vĩ độ á, thì nó sẽ hít hít rất chặt xuống dưới và định vị luôn cả cái vĩ độ diền của mình xuống đây, và nó định vị rất là chính xác ha. Và cái nó là cái size của nó là 0,1 ha. Nhiều anh em thích 0,1 đổ đừng cho nó dễ đóng men lại cho nó dễ, nó không bị chạm chân đó. Thì cái vĩ độ diền nó sẽ gồm có 3 miếng ha, ba miếng đây là miếng của 12 rồ mắt ha, hai rồ mắt 12 rồ ha, đây cũng 12 rồ, các bạn thấy không, nó chữ 12 rồ đây nè, đó sao nó mờ, có 12 rồ. Và miếng thứ ba là 12 mini, thấy 12 mini không đó, 12 mini đó, là ba miếng đó để cho 12 series đó. Thì mình sẽ được miếng cái nào đổ miếng nào thì mình sẽ gỡ miếng đó lên, mình đặt xuống mình đổ ha. Một cái bộ nó gồm như vậy, thì cái bộ của nó hiển nhiên tiền nào giá nấy đó, nó là cái bộ vĩ độ diền, và cái vĩ của nó màu đen được mạ cái hình như là mạ chrome thì phải, để nó không bị lem chì đồ này nọ khi đổ ha. Và nó có một bộ nó có vậy, và nó tặng cho mình, xin thêm cho mình một cái miếng để mình quét chì ha. Đó, thì nó ổn, nó hiển nhiên tiền nào của nấy, nó sẽ ổn hơn mấy bộ CC dao hoặc là cái bộ bộ CC dao V10 V4 chứ, V4 là cũng 2 series của CC dao, và cái bộ Z20 của Mizing nghĩ như nó ổn hơn rồi. Còn tôi không có biết là so sánh với cái bộ của Quan Ly hay mấy bộ kia, nó có cái phần kẹp trên nó cố định như thế nào, nhưng mà đó là cái bộ này của Mizing của Ma'an là khá chuẩn. Trong sau đó nếu mà mình muốn kết hợp, những anh em mà có điều kiện thì mua thêm một cái bộ đổ CPU cũng của Ma'an luôn, và nó cũng y chang tính năng như vậy, và nó cũng có một miếng năm đá 500 và một miếng đá làm khuôn trên đây, và một cái vĩ đổ ha. Thì nếu mình muốn tiết kiệm á, thì mình đã mua cái bộ vĩ đổ viền rồi thì mình chỉ cần mua thêm cái miếng đá màu đen này và cái vĩ đổ của CPU A14 cho 12 series là được, làm nguyên bộ vậy là được. Ví dụ là gỡ này ra, mình sẽ đặt cái này lên, đúng chưa, nó thành một cái bộ vĩ đổ CPU, đúng rồi ha. Hoặc nếu mình có điều kiện hơn nữa thì mình sẽ mua thêm một cái bộ vĩ đổ của A10 A8 tới A13 đó, đây là một cái vĩ đổ A8 13. Còn nếu mình muốn mua đã có hai cái bộ, một cái bộ đế khuôn này rồi, thì mình chỉ cần mua thêm cái miếng này là cái khuôn đổ của bên mặt trên là A8, khuôn mặt trên nó là A8 cho tới A10 ha. Đây, khuôn mặt trên là A8 tới A10 đây, A8 A10 bạn thấy không, và mặt dưới là A11 cho tới A13 đó, thì mình cũng đặt lên đây đó. Và hai, nó có hai cái miếng vĩ độ của CPU đây, từ A8 tới A13 thì mình sẽ chọn nó tùy theo cái mặt, đây là A11 A13 thì mình sẽ đặt cái miếng CPU A11 A13 lên, đúng không? Đây mình sẽ thấy là A11 A13 lên thì nó cũng hết như vậy luôn. Nó cũng có một cái vĩ của từng con như A14 nhưng mà nó rất là đắt, nên mình mỗi cái vĩ một miếng đá là nó lại tốn nhiều tiền, thì mình xài tiết kiệm là mình xài bộ như vậy được rồi ha. Và ví dụ như mình lật ngược lại cái mặt kia thì mình sẽ bỏ vô cái A8 tới A10, A8 tới A10 đây đó, hay chưa đó, nó là thành một cái bộ vĩ đổ một miếng này và hai miếng này, thêm hai miếng này nữa là mình có thể đổ từ CPU A8 cho A14 cộng với lại đổi đổ viền của A12. Đấy, nhưng mà những cái nhu cầu vĩ đổ viền của A8 tới A13 thì anh em đã có nhiều rồi ha,
ai cũng hầu như là sữa đã sắm rồi, thành ra giờ mua thêm một cái bộ đó, nó có một bộ nữa thì tôi sẽ up hình kèm theo cho các bạn thấy, nếu các bạn có nhu cầu thì tôi sẽ nhập là dĩ từng miếng, như là dĩ từng miếng, ví dụ như dĩ đổ viền của 12 series nó sẽ là một miếng, dĩ của 11 series nó là sẽ một hai miếng, như là một hai miếng đá với một hai mấy miếng dĩ đổ, và miếng của X series thì nó sẽ có một hai miếng gì đó, đó tôi cũng không nhớ rõ lắm thì nó đủ, nhưng mà tôi thấy là cái nhu cầu nhiều nhất là của dĩ đổ viền và dĩ A14. Còn cái dĩ từ A8 tới A13 mà trên xài trên đây thì nếu các bạn nào có điều kiện thì sắp thắm, còn không điều kiện thì cũng xài được những cái bộ kia. Thực chất ra cái này mình chỉ cần mấy cái dĩ đổ đây là mình đã đổ được rồi, đổ tốt rồi ha. Dĩ đơn bình thường đổ đã tốt rồi chứ cũng không cần phải cầu kỳ, nhưng mà có nhiều người họ muốn nhanh, họ muốn chuẩn thì họ sẽ sắm những cái bộ như thế này. Bộ như này thì đổ chuẩn hơn, nó có định vị, nó có tùm lum hết thì mình đổ chuẩn hơn. À, tiền nào thì của đó thôi. À, các bạn nào cần thì cứ liên hệ với Hải Minh Mobile 385-7 Quang Trung 10 Gò Vấp. À, gặp anh Minh 0913745457 hoặc chị Hồng 0917350539. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.